người, trong cái video này em sẽ giới thiệu đến mọi người cái bộ cờ lê vòng miệng mã hàng 203 S12 MSB ha, từ 6 đến 22 mm. Cờ lê này là cờ lê vòng miệng ha, một đầu vòng và một đầu miệng. Thì nó được đóng gói ở trong một cái ở ngoài là cái hộp giấy. Ở bên trong là một cái túi bằng nhựa, mặt trước là trong suốt và mặt sau là màu đen ha. Đó. Như này. Túi bằng nhựa, mặt trước trong suốt, mặt sau là màu đen. Ở đây có cái khuy, cái lỗ để mình treo dụng cụ nữa, mình treo lên cái bảng dụng cụ của mình á. Mã hàng là 203S12MSB thì gồm có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 cái. Size nhỏ nhất là 6mm và size lớn nhất là 22mm. Mỗi cái cây cờ lê được đựng ở trong một cái khoang như thế này. Đó. Mỗi cây là một khoang ha. Cờ lê này là series là 203 thì cái đầu vòng của nó cong vênh lên. Đó. Theo form này là form A thì đầu vòng của nó vênh lên, còn form B thì đầu vòng của nó sẽ cúp xuống. Thì cái góc mà tạo với cái mặt phẳng á, đối với cái thân á, so với cái thân thì cũng là một cái góc 15 độ. Mình để gì mình bẩy lên như thế này thì góc này sẽ là góc 15 độ ha. Vật liệu là chrome vanadium. Coi bây giờ mình sẽ xem các size chi tiết trong này là gồm những size nào ha. Size này là 14, size to nhất là 22, 19, 17, 14, 13, 12, 11, size 10mm, size 9mm, size 8mm, size 7mm, và size nhỏ nhất ở trong này là size 6mm nha. Đó. Đây là cái túi này mọi người. Ở đây có cái lỗ để mình treo dụng cụ nè. Rồi tổng trọng lượng của cái bộ này là 948g, nó gần 1kg ha. Đó. 12 cây, từ 6 đến 22mm. Form này là form A. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ở trên cái thân cờ lê có ghi cái series model là 203 nè. Dòng Made in Germany là sản xuất tại Đức. Size này là size 22mm. Thì cái đầu miệng và cái đầu vòng của cây cờ lê này đều là size 22 luôn nha mọi người. Đó, trên thân có dập nổi tên của hãng Elora nè. Số size 22 nè. Cái phần mà miệng hở thì hãng Elora gia cố thêm một lớp thép nên nó dày hơn nè, dày hơn phần thân á. Đầu vòng này là loại đầu vòng 12 cạnh nha mọi người. Bề mặt của cây cờ lê thì được hãng Elora mạ Simmer ha. Cờ lê này thì sản xuất đáp ứng tiêu chuẩn DIN 3113A rồi, theo tiêu chuẩn ISO 3318 và ISO 7738. Các tiêu chuẩn này là tiêu chuẩn của châu Âu nha mọi người. Rồi, sau khi mà sử dụng xong thì chúng ta sẽ cho vào lại cái bộ cái hộp, cái túi đựng này để mình bảo quản ha. Cho cái to nhất đi. Size 22 nè, size 19, size 17, size 14, size 13, size 12, size 11, E10, size 9, size 8, size 7 và size 6mm. Đó, rất là đẹp ha. Cái này, cái túi này nó có tác dụng là khi mà mình vận chuyển đi, mình đem đi nơi khác làm việc hoặc là mình không sử dụng nữa thì mình treo lên cái bảng dụng cụ của mình, nó cũng rất là thuận tiện.